Chào các anh chị quay trở lại với kênh Bất Động Sản Bích Riêu à, Thì video này đã mình làm mục đích giới thiệu đến các anh chị một số hình ảnh à, Của dự án căn hộ Safira Khang Điền à, Trước khi bàn giao cho khách hàng Dự kiến vào tháng 7 năm 2020 à, Như anh chị cũng biết thì à, Safira Khang Điền tọa lạc trên đường Võ Chí Công à, Ngay góc cao tốc à, thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây À, ngay vòng xoay Phú Hữu như vậy là từ Safira mà chúng ta vào trung tâm Sài Gòn tại quận à, theo trục đường à, cao tốc thì cũng đâu đó chỉ khoảng từ 15 đến 10 phút di chuyển Safira Khang Điền thì nó nằm trong một cái quần thể khu dân cư văn minh hiện hữu của Khang Điền đó là dự án Mega Resident, à, Mega Ruby. và khu biệt thự cao cấp Lucasta. Thì như các anh chị thấy thì nằm tại vị trí của Safira thì chúng ta dễ dàng di chuyển đến khu công nghệ cao quận 9. À, các dự án đình đám hiện nay như là Vinhome Grand Park, Safira Khang Điền tọa lạc trên một diện tích là 2,7 hectare, gồm có 4 lóc căn hộ 22 tầng và trong đó thì chúng ta thấy là gồm 1.570 căn hộ có diện tích à, một căn một phòng ngủ thì diện tích là 50m căn hai phòng ngủ là diện tích 68m à, và căn ba phòng ngủ diện tích đâu đó khoảng 90m dự án thì gồm có hai tầng hầm à, để xe và chúng ta thấy phía tầng trệt thì có những dãy shop house để phục vụ cho mục đích kinh doanh À, Saphira Khang Điền được thiết kế 4 lóc à, bao xung quanh ở phía sân giữa gồm có một hồ bơi và các tiện ích à, vui chơi giải trí cho cư dân tại căn hộ này. Thì chúng ta thấy nhìn bên ngoài thì Safira được thiết kế khá đẹp và mang tính thẩm mỹ cao. Khi mà các anh chị được bàn giao căn hộ Saphira Khang Điền thì chúng ta sẽ đồng hành với đơn vị quản lý là CBAI Việt Nam đây là một trong những đơn vị quản lý chuyên nghiệp và hàng đầu của Việt Nam à, Các khách hàng của chúng ta sở hữu căn hộ Safira Khang Điền thì chúng ta có nhiều lựa chọn trong vấn đề vay hỗ trợ thanh toán cho chủ tư bởi lẽ cái dự án của chúng ta thì được rất nhiều cái ngân hàng hỗ trợ cho vay như Việt Công Băng, Việt Tinh Băng, T -B Băng và MB Băng về chuyển nhượng lại của căn hộ Safira hiện nay thì chúng tôi nhận thấy là có sự chênh lệch từ khoảng 100 đến 300 triệu so với cái giá gốc thời điểm mà tháng 11 tháng 12 năm 2018 là thời điểm bắt đầu mở bán của dự án. Thì cụ thể thì chúng ta thấy hiện nay giá đang được rao bán lại trên thị trường đó là căn hộ một phòng ngủ 50 m thì có giá từ 1 tỷ 7 đến 2 tỷ một căn À, căn hộ 2 phòng ngủ 68m thì có giá bán từ 2 tỷ 1 à, đến 2 tỷ rưỡi Và căn hộ 3 phòng ngủ 90m thì có giá bán từ 2 tỷ 8 đến 3 tỷ 2 à, Như vậy nhìn chung thì à, cái căn hộ giá bán của căn hộ Savira hiện nay Ngay thời điểm hiện nay chúng tôi cập nhật à, vào tháng 5 năm 2020 à, Thì cũng tương đối là hợp lý để cho các anh chị có thể đầu tư để mà chúng ta ở trong giai đoạn hiện nay bởi lẽ là với cái giá bán thì so trên một mét vuông thì nó đâu đó từ 30 đến 35 triệu 1m mà vị trí của Sapira là vị trí gần như trung tâm của quận 9 nếu sau này thành phố đang có chủ trương thành lập thành phố khu Đông gồm quận 9 quận 2 Thủ Đức thì khu vực này gần như là trung tâm của cửa ngõ thành phố khu đông À, Safira Khang Điền thì chuẩn bị à, đưa vào bàn giao cho khách hàng dự kiến từ tháng 7 năm 2020 Như vậy là thời điểm mở bán đầu tiên là tháng 11 năm 2018 à, Thì như vậy Safira Khang Điền gần như cũng xây à, vượt tiến độ để bàn giao cho khách hàng à, Một trong những nét đẹp thơ mộng của Safira thì chúng ta thấy ở góc nhìn này thì phía sau lưng của dự án safira có một dòng sông chảy uốn lượng à, chúng ta thấy dòng sông cũng nhỏ thôi tuy nhiên là à, với cái dòng sông này nó tạo ra một cảnh quan cũng như là khí hậu mát mẻ trong lành cho cư dân tại safira khang điền à, và nếu anh chị quan tâm mua lại các căn hộ safira hoặc là các anh chị cần nhu cầu để bán cái căn hộ của mình thì anh chị vui lòng liên hệ với các số online của chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn chi tiết hơn về căn hộ Safira cũng như giá bán tại từng thời điểm. À, để nhận thêm các thông tin về bất động sản cũng như những video mới chúng tôi cập nhật về tình hình bất động sản, thì anh chị vui lòng đăng ký kênh, ha. chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin bất động sản cho anh chị. À, xin cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại!